Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách để mà mình kết nối tài khoản TikTok của mình với lại cái cửa hàng TikTok Shop của chúng ta. Và sau khi kết nối xong thì các bạn sẽ có cái kết quả như thế này nha. Mọi người sẽ có màn hình này. Ví dụ như đây là cái tài khoản trên 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 TikTok của mình nha. Những cái video TikTok này mình đang ở trên này, các bạn thấy không? Rất nhiều video mình đăng. Thì đây là cái tên kênh của mình nha. Và sau khi chúng ta liên kết xong thì chúng ta thấy là có một cái shop chỗ này, các bạn thấy không? Mình kết nối cái shop nha. Thì bên này nó sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đang bán ở trên cái shop của chúng ta. Vậy thì khi mà giả sử như một người nào đó họ xem cái video này, đúng không? Ví dụ là xem video này của mình đi, thì họ sẽ thấy được một cái đường link là mua hàng ở đây này. Họ nhấn vào đây thì nó sẽ ra cái sản phẩm mà khách hàng họ sẽ mua, họ đặt mua ngay chỗ này, thì các bạn thấy không? Đó, đó là kết quả của việc chúng ta liên kết giữa cái cửa hàng shop trên TikTok của chúng ta với lại tài khoản của TikTok. Thì bây giờ cách để liên kết thế nào, các bạn cùng nhau xem nhé. Thì để liên kết đó, nó rất đơn giản, các bạn chỉ cần đi vào cái cửa hàng TikTok của chúng ta này, các bạn vào trang chủ nha. Để cho đây là trang chủ này, các bạn sẽ kéo xuống dưới này, các bạn thấy chỗ cài đặt không? Ngay chỗ cài đặt này này, đây là dùng trên điện thoại nha. Mình nhấp vào cài đặt đi thì các bạn sẽ thấy rằng chỗ tài khoản được liên kết nè. Chúng ta nhấp vào đây thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái hiển thị này. Cái đầu tiên là tài khoản chính thức và thứ hai là tài khoản tiếp thị. Đối với tài khoản chính thức thì các bạn ngay khi chúng ta có shop và có tài khoản TikTok thì chúng ta có thể kết nối được rồi. Còn đối với tài khoản tiếp thị này thì sẽ phải đi qua thời gian thử thách của chúng ta là 3 tháng thì chúng ta mới được kết nối thêm 4 tài khoản tiếp thị nữa. Thì trước mắt nếu mới thì chúng ta làm một cái nha. Rồi bây giờ mình nhấp vào cái chính thức này, các bạn thấy ở đây mình đã kết nối xong rồi nè. Thì trong trường hợp nếu bạn chưa kết nối thì ngay chỗ này nó sẽ hiển thị lên một cái chỗ là kết nối, thì các bạn chỉ cần nhấn vào kết nối thì nó sẽ tự động nó mở cái app TikTok của chúng ta lên và nó kết nối qua là nó thành công. Và sau khi kết nối thành công thì các bạn sẽ thấy được cái màn hình giống vậy này. Đó, bạn thấy đã liên kết nè. Thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn hủy liên kết này, chúng ta muốn kết nối một cái shop khác thì chúng ta chỉ cần hủy liên kết này, và lưu ý là shop mà TikTok cho chúng ta hủy 3 lần thôi nha. Nếu có 3 lần thì nó không cho hủy nữa. Thì thật ra là chúng ta cũng thường xuyên hủy đâu, chúng ta cố gắng xây kênh của mình làm sao đó để nó tốt nhất có thể để chúng ta bán hàng được. Đó các bạn ha. Thì đó là trường hợp mà chúng ta làm ở trên điện thoại chúng ta đơn giản ha. Quay trở lại nha, chúng ta vào trang chủ này, các bạn kéo xuống đây thấy chữ cài đặt này đúng không, nhấp vào, sau đó vào ngay chỗ tài khoản liên kết này chúng ta kết nối là xong. Còn đối với trên máy tính thì chúng ta cũng vào trang chủ và chúng ta kéo xuống chỗ thêm menu này, các bạn tài khoản của tôi, các tài khoản đã được liên kết chúng ta nhấp vào đây thì nó sẽ có hiển thị này, đó tài khoản chính thức và tài khoản tiếp thị. Ở đây tài khoản tiếp thị thì chưa có này, còn tài khoản chính thức thì mình đã có rồi, thì số mình cũng đang trong giai đoạn thử thách chưa có vượt qua 90 ngày. Thì nếu như đã liên kết rồi thì nó có chữ hủy, còn nếu chưa thì kêu chúng ta là nhấn liên kết vào. Thì lúc này ở trên cái hệ thống yêu cầu chúng ta quét cái mã QR, scan nó, thì trên máy tính thì hiện ra cái QR. Và việc của chúng ta là chúng ta đi vào cái TikTok này, đó, cái kênh TikTok của chúng ta, kênh bình thường này, rồi các bạn sẽ đi vào chỗ này, đừng dân chỗ này chúng ta thấy cái mã QR không, nhấp vào cái mã QR này này, rồi đó thì ngay chỗ phía trên này nó có chỗ scan, chúng ta nhấp vào scan. À, scan thì chúng ta quét cái mã QR thì nó sẽ liên kết cho chúng ta thôi, đơn giản thế thôi ha. Ok, đó là cái hướng dẫn của mình để mà chúng ta có thể kết nối cái cửa hàng TikTok Shop của chúng ta với kênh tài khoản TikTok để chúng ta có thể bán hàng thông qua video, các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và các bạn hãy trải nghiệm để chúng ta có một cái cửa hàng đầu tiên của chúng ta liên kết với tài khoản TikTok, các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.